người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Trinh. Video hôm nay thì Trinh quyết định sẽ phân tách mổ xẻ một cái thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên thuần chay đến từ Úc. Và đây cũng là một thương hiệu được xem là số 1 về chăm sóc da thiên nhiên tại Úc, đó chính là Sukin. Thật ra thì Trinh đã biết đến Sukin từ rất là lâu rồi. Trinh cũng có thường hay xem các video review của các blogger nước ngoài nổi tiếng như là James Welch, hoặc là thỉnh thoảng có đọc những cái bài báo mà các sản phẩm của Sukin được nhắc tới bởi các cái sao siêu tập khổng lồ như là Emma Watson. Nhưng mà mãi đến gần đây á, khi mà Trinh thấy là Sukin đã chính thức phân phối độc quyền tại Việt Nam và hiện tại thì đang được bán tại các cái trang thương mại điện tử rất là lớn luôn, chẳng hạn như là Shopee, Tiki, Lazada, hoặc là thỉnh thoảng mà Trinh đi Watsons nè, Aeon hoặc là Pharma City thì Trinh cũng có thấy bán các cái sản phẩm của Sukin nữa. Thì một lần vô tình lướt một cái trang thương mại điện tử thì Trinh thấy là wow, các sản phẩm của Sukin ở Việt Nam được các bạn yêu thích rất là nhiều luôn, cho nên là Trinh đã quyết định mua về ba cái sản phẩm best seller của hãng để mà review cho mọi người trong video ngày hôm nay, để đánh giá liệu xem đây là một cái thương hiệu mà mình có nên đáng thử hay không nha. Đặc biệt là với một cái mức giá đâu đó là trên dưới 200.000 thôi, rất là hợp lý. Thì ở đây Trinh có ba cái sản phẩm best seller của Sukin ha. Một là nước tẩy trang Micellar Cleansing Water, hai là Facial Moisturizer, và cuối cùng là Hydrating Mist Toner. Nhắc tới cái bản Mist Toner này thì Trinh đọc được một cái fact ở trên website của Sukin, số liệu năm 2020 thì phải, đó là hãng nói là cứ trung bình 40 giây thì có một cái chai Mist Toner này được bán ra, chứng tỏ đây là một cái sản phẩm được yêu thích của Sukin trên khắp toàn thế giới chứ không chỉ ở Việt Nam luôn. Thì đây cũng là một cái sản phẩm mà Trinh thích nhất trong ba sản phẩm này, bật mí cho mọi người. Trước khi đi review chi tiết về từng sản phẩm thì Trinh sẽ điểm qua một chút xíu về Sukin để cho bạn nào mà chưa nắm. Đầu tiên thì đây là một brand xuất xứ từ Úc như là Trinh có nói ở trên, và đặc biệt là các sản phẩm của Sukin thì cũng được sản xuất tại Úc luôn. Về mặt thành phần thì hãng sử dụng tới 98,8% là nguyên liệu thiên nhiên thuần chay, không thử nghiệm trên động vật, bao bì có thể tái chế, rất là thân thiện với môi trường, và đặc biệt là một cái công thức 13-0. Ok, bây giờ thì mình sẽ review chi tiết về từng sản phẩm một ha. Trinh sẽ đi theo trình tự skincare routine luôn để cho mọi người dễ nắm. Đầu tiên đó là bản Micellar Cleansing Water. Tự nói với mọi người khi mà nhắc đến các cái sản phẩm làm sạch nhưng mà lại có nguồn gốc từ thiên nhiên lành tính đó, thì Trinh luôn có một cái định kiến là cái khả năng làm sạch của nó sẽ không có tốt, kiểu nó chỉ là dịu nhẹ thực vật các kiểu thôi. Nhưng mà từ khi sử dụng cái sản phẩm này thì Trinh đã phải thay đổi cái định kiến đó của mình mọi người. Thật sự nha, là cái sản phẩm này trên da của Trinh, những ngày mà Trinh có make up, eyeliner, son tint thì nó có thể tẩy đến 80-90% luôn. Với những cái loại make up cứng đầu như là eyeliner hay là son tint thì mọi người chỉ cần giữ lâu một chút xíu thôi. Nói chung là da rất là sạch, thoáng, không bị rít nhưng mà rất là đủ ẩm. Là một sản phẩm nước tẩy trang thì cái thành phần làm sạch của nó rất là quan trọng. Khi mà Trinh đọc bản thành phần thì trong này có một cái thành phần có tên là Tricoglucoside, là một cái chất hoạt động bề mặt surfactants, có khả năng lấy đi bụi bẩn, dầu thừa một cách rất là hiệu quả, nhưng mà lại an toàn, dịu nhẹ và thường rất là được sử dụng trong các cái sản phẩm làm sạch như là nước tẩy trang, sữa mặt. Các cái thành phần còn lại thì ở đây Trinh thấy chủ yếu là các cái thành phần mà kiểu cấp ẩm nè, làm dịu hoặc là làm mát, như là đầu bảng thì có lô hội nè, hoa cúc nè, rồi dưa leo nữa. Chỉ có hai cái thành phần mà Trinh nghĩ một số bạn sẽ lo ngại khi mà đọc đó, đó chính là alcohol denat và benzoyl alcohol. Thì mọi người sẽ thấy đây là cồn, nhưng mà bản chất nó là cồn béo, với cả là nó nằm ở gần tuốt phía sau các bản thành phần luôn. Cho nên đối với Trinh thì đây không phải là một trở ngại nha. Và khi mà lên da của Trinh thì hoàn toàn không có bất kỳ một cái hiện tượng kích ứng gì cả. Da của Trinh là da rất là nhạy cảm. Thật ra chỉ có một cái điểm là về mùi hương, thì từ trước đến giờ Trinh đã quen dùng các cái sản phẩm tẩy trang mà không có mùi, cho nên khi mà sử dụng bạn này thì nó có một cái mùi thảo mộc thực vật rất là lạ, rất là khó diễn tả luôn. Cho nên là mấy lần đầu thì chưa quen, nhưng mà dùng riết rồi thì cũng quen, không có gặp vấn đề gì nữa hết. Nói chung đây là một cái sản phẩm mà Trinh đánh giá khá là cao, xứng đáng là một trong những sản phẩm best seller của hãng luôn. Tiếp theo là cái sản phẩm mà cứ 40 giây là có một sản phẩm bán ra như Trinh nói lúc nãy á, đó chính là Original Hydrating Mist Toner. Thì đây là một cái bạn nước cân bằng, nước hoa hồng toner dạng xịt. Thì Trinh sẽ thường dùng bạn này nhất là sau cái bước rửa mặt,
Thì mọi người biết là sau bước rửa mặt thì da của mình nó được tẩy rửa rất là nhiều, nó bị mất đi cái độ cân bằng, mất đi rất là nhiều độ ẩm. Nên khi mà Trinh xài cái bạn này á, thì những cái thành phần như là glycerin nè, hoa hồng hoặc là hoa cúc nè, nó sẽ cấp ẩm và đồng thời nó làm dịu lại cho da của mình. Ngoài ra những cái dạng mà xịt như thế này á, thì rất là tiện dụng. Mọi người có thể mang theo đi học, đi làm nè, mình có thể xịt trong ngày, hoặc là nhất là những lúc mà mọi người ở ngoài đường á, thời tiết nó nóng khô bụi bẩn á, thì mọi người có thể xịt cái bạn này lên để cấp ẩm cũng như là làm dịu lại cho da. Đối với những ngày mà có make up á, thì mọi người cũng có thể xịt bạn này để cho cái lớp nền của mình nó không có bị cắt ki. Trinh á, thì Trinh làm việc ở nhà cho nên là trên bàn của Trinh thì lúc nào cũng có sẵn một cái chai này hết, để mà kiểu trong ngày nhiều khi mình bận quá mọi người không có kịp uống nước thì da dẻ của mình nó sẽ rất là khô, đặc biệt là làm việc trong một cái điều kiện là máy lạnh thường xuyên liên tục luôn. Cho nên là bữa nào mà Trinh quên uống nước thì Trinh xịt bạn này để kiểu cấp ẩm, cấp nước lại cho da, với lại kiểu xịt phát là tỉnh ngủ luôn. Cái mister, cái vòi xịt của bạn này nó cũng khá là ổn nha. Thật sự lúc đầu Trinh không có kỳ vọng vào một cái vòi xịt đối với một cái sản phẩm mà giá bình dân như vậy, nhưng mà khi mà xịt ra thì Trinh vẫn thấy là cái tia xịt của nó rất là mịn và nó dàn trải rất là rộng ở trên mặt của mình. Về bản thành phần thì thật sự đây là một cái bản thành phần mà không thể tinh gọn hơn được nữa luôn. Nó đều là những cái loại hoa quả nè, cho nên giống như là kiểu mình xịt nước trái cây lên mặt luôn mọi người. Chỉ có trừ một cái thành phần đó là citric acid thì nó sẽ có khả năng kích ứng đối với những bạn nào mà da quá là nhạy cảm, nên là mọi người chỉ cần lưu ý điểm này thôi. Trinh nghĩ đây cũng là cái thành phần mà khiến cho da của Trinh mỗi lần mà bị kích ứng, bị mụn rất là nhiều á, thì nó làm cho da mặt của Trinh hơi bị rát một chút xíu, cho nên là mọi người lưu ý điểm này là ok nha. Bữa mỗi lần xịt cái này xong giống như là xịt cái bình nước trái cây lên mặt của mình vậy đó. Cho nên đây cũng là cái nguyên nhân mà khiến Trinh thích cái bạn này nhất trong cả ba, vì một cái bản thành phần rất là tinh gọn, nó rất là kiểu thiên nhiên hoa quả thôi chứ nó không có bỏ thêm một cái chất gì nữa khác. Ok, sản phẩm cuối cùng mà Trinh mua được á là bạn Facial Moisturizer. Đây là một sản phẩm kem dưỡng ẩm ha. Đầu tiên là cái dung tích của nó kiểu siêu to khổng lồ, 125ml, mà giá Trinh nhớ là cũng có đâu đó trên dưới 200.000 thôi, là mọi người sẽ xài được rất rất là lâu luôn. Với lại cái thiết kế của nó là vòi pump á, như thế này nè, thì nó sẽ vừa tiện với lại nó vừa vệ sinh nữa. Về cái chất của bạn này á, thì bạn này theo như Trinh đánh giá là một cái chất lotion, nó không quá lỏng cũng không quá dày và nó thấm rất là ok nha. Cái điểm mà khiến Trinh bất ngờ là tuy là cái chất lotion mỏng như thế này thôi ấy, nhưng mà nó đem lại một cái độ ẩm rất là tốt. Đặc biệt là trên da của Trinh là một cái làn da mà siêu khô khổng lồ. Bình thường Trinh phải dùng những cái dạng kem, những cái dạng cream rất là đặc thì nó mới cấp ẩm đủ cho da của mình. Nhưng mà bạn này thì Trinh thấy là nó cấp ẩm rất là tốt, Trinh rất là bất ngờ luôn. Nên là khi mình phân tích về bản thành phần ấy, thì Trinh thấy trong này có những cái thành phần cấp ẩm như là glycerin nè, dầu nụ tầm xuân nè, và có một cái thành phần cấp ẩm khủng đó chính là shea butter, bơ hạt mỡ, với lại cả dầu hạt bơ nữa. Nói chung là vào ban ngày thì Trinh chỉ cần bôi tầm khoảng một lớp thôi là ok, còn ban đêm thì Trinh sẽ chồng nhiều lớp hơn, 2 lớp 3 lớp. Đối với các bạn mà kiểu da quá là dầu á, mà muốn sử dụng bạn này á, thì mọi người có thể bôi tầm khoảng một lớp thôi. Nói chung là cái chất của bạn này nó mỏng nhẹ cho nên là mình rất là dễ điều tiết những cái lượng mà mình bôi lên trên da của mình. Trinh thấy là Sukin còn có một cái phiên bản kem dưỡng mà dành riêng cho da dầu, thì ở đây Trinh cũng có mua được luôn. Bạn này có tên là Mattifying Facial Moisturizer, thì dành cho da thường cho đến da dầu nè. Đó, nhưng mà Trinh thấy là cái chất lotion của bạn này á, nó thấm không được tốt như là cái chất của các bạn Signature Facial Moisturizer này. Trinh cũng không hiểu tại sao nữa. Chắc là Trinh sẽ xài thêm những cái dòng kem dưỡng khác của Sukin. Tại vì Trinh thấy là nhà Sukin có rất là nhiều cái dòng kem dưỡng khác nhau, phù hợp cho các loại da khác nhau. Chắc là mình sẽ phải test thêm để mình recommend cho mọi người được chính xác nhất là loại da nào thì mọi người nên sử dụng cái dòng kem dưỡng nào ha. Nhưng mà trước mắt thì Trinh thấy cái dòng Signature Facial Moisturizer này là một cái dòng kem dưỡng mà phù hợp cho hầu hết tất cả mọi loại da luôn và không có bị kén, nên là nếu mà mọi người bắt đầu chọn một cái sản phẩm để test thì mọi người có thể test thử cái bạn này trước. Thấy cái bạn Signature này cũng là cái sản phẩm best seller Việt Nam luôn.
Về bảng thành phần thì cũng có một cái điểm mà mọi người nên lưu ý là trong này có kha khá các cái loại tinh dầu, chẳng hạn như là cam chanh, lavender, rồi có những cái chất tạo nên mùi hương nhân tạo ở phía cuối cuối là limolin hay là linalool. Thì đây là những cái thành phần mà có khả năng kích ứng, thứ nhất là đối với những bạn mà da quá là nhạy cảm, hoặc là đối với những ngày mà mọi người da đang bị kích ứng, đang bị mụn, sưng, viêm, vết thương hở, thì mọi người rất là nên cân nhắc không xài các cái sản phẩm mà có chứa những thành phần này ha. Trinh cũng không hiểu tại sao là hãng lại bỏ vô những cái thành phần này. Nói chung nếu mà lượt đi hết đó, thì quả thật đây là một sản phẩm rất là hoàn hảo, chỉ có cái điểm này thôi rất là đáng tiếc. Nhưng mà trộm vía thì trên da của Trinh không gặp bất kỳ một cái hiện tượng kích ứng nào cả. Bản chất là da mình, nhấn mạnh là da mình vẫn thuộc dạng da nhạy cảm nha, da khô, nhạy cảm, lão hóa. Nhưng mà những cái sản phẩm này thì Trinh dùng, Trinh không hề có một cái hiện tượng kích ứng gì luôn. Cho nên có thể là cái nồng độ của nó hoặc là cái vị trí của nó nằm ở trên bảng thành phần nó cũng khá là ở phía sau, nên là có thể cái tỷ lệ của nó không có nhiều, nó không có đáng kể. Nhưng mà những bạn nào mà kiểu thận trọng á, thì vẫn có thể cân nhắc ha. Với cả là một mức giá trên dưới 200.000 cho một dung tích 125ml thì Trinh cũng không có đòi hỏi gì thêm. Ok, thì vừa rồi Trinh đã review 3 bạn sản phẩm bestseller của nhà Sukin. Trong 3 sản phẩm này thì Trinh thích nhất là cái bạn Mist Toner này. Trinh xài chắc sắp hết sạch cái chai này luôn rồi. Và Trinh thấy là hình như có thêm 2 mùi nữa, là 2 cái mùi mà Trinh cũng rất là thích, đó là mùi trà xanh với lại cả mùi hoa hồng. Chắc là Trinh sẽ mua thêm 2 cái chai đó để mà kiểu một chai thì quăng dưới phòng ngủ, một chai thì bỏ trong giỏ để mỗi lần đi ra đường mình không có bị quên á. Ok, thì nhìn chung Trinh khá là hài lòng với lại 3 cái sản phẩm này, với mức giá rất là bình dân cho một thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên thuần chay. Chỉ có điểm là những cái thành phần mà vẫn có khả năng gây kích ứng với da của mình á, thì hy vọng sắp tới hãng có thể cân nhắc bỏ những cái thành phần này ra. Thì nếu mà được như vậy thì các cái sản phẩm này quả thật là hoàn hảo, không có một cái điểm trừ gì luôn. Tuy nhiên thì Trinh không phải là một nhà nghiên cứu hóa học, Trinh không phải là một nhà sản xuất ra sản phẩm, mình chỉ có thể phân tích dựa trên cái bề mặt thôi, chứ còn cái công thức để mà người ta sản xuất ra một sản phẩm như thế nào, những cái thành phần này nó có bắt buộc là phải có mặt trong sản phẩm hay không để tạo nên chất liệu sản phẩm, hoặc là để cancel những cái mùi hương không đáng có, hoặc là về mặt công thức, nói chung là mình không thể nào mà đánh giá được. Cái mà quan trọng nhất là mình vẫn chỉ thấy được trên cái da của mình cái hiệu quả nó như thế nào thì mình kết luận thôi, chứ mọi người đừng có nên đơn thuần là chỉ nhìn vào bảng thành phần mà đánh giá một sản phẩm là có tốt hay là có xấu hay không. Mọi người hoàn toàn còn phải dựa vào cái trải nghiệm cá nhân, cái hiệu quả thật sự trên da của mình nữa ha. Ok, hy vọng là video này đã có ích. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất. Nếu mà mọi người muốn Trinh review về một thương hiệu hoặc là một sản phẩm nào nữa thì cũng nhớ là comment bên dưới nha. Cảm ơn mọi người, Trinh sẽ gặp mọi người trong một video gần nhất. Bye.